Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì vừa gọi anh Minh, anh mới mua một cái đèn năng lượng mặt trời 60W. Anh Neo thì mua cái đèn 100W. Điện thoại này tối mới dẫn sáng cho anh Neo. Rồi lên vô gắn thôi nào, chứ là cái 60W. Để coi Neo gắn đẹp không nha. Cái trong vát cái nó hết rồi, nó hai cái trong vát. Cái này nhiêu? Chứ mấy watt? Cái đó là nó hết cái 60 rồi. Vừa rồi thì anh Minh mới gắn một cái 60W, thì anh Neo gắn thêm hai cái nữa. Cái 100W và cái 60W. Là 160W cộng với 60W là 220W. 160W. Kìa có thêm hai cái nữa. Rồi anh biết lắp không? Biết chứ. Không biết lắp thì em điện thờ điện lại. Anh mới lắp xong rồi đó anh Neo. Anh lắp vô còn cái năng lượng đấy bên kia. Anh Neo biết lắp không? Biết chứ. Anh đẹp trai mà, thấy biết lắp chứ hả? Ủa sao cái đèn này ngồi vậy? Cái này khác. Cái này chắc sáng. Cái này 100W. Đây 100W nè, đúng rồi 100W nè. Là sáng lắm. Nó có giật không? Không giật. Nó có giật không anh Neo? Giật lại. Giật lại hả? Đó, gắn vô nè. Nó có cầm móc nè. Đèn này sáng lắm, chị lắm. Sáng của năm Neo đó là Neo đẹp trai lắm. Xỉu xỉu luôn. Đâu xỉu trước không? Nào giờ cứ tưởng đây là đẹp trai nhất sao? Đây là có người hơn đó. Có người vừa kia là của cậu rồi. Có được mod đó anh Neo? Có chứ. Được mod đâu? Anh dùng điện thoại anh điều khiển mà. Dùng điện thoại anh điều khiển luôn á. Ừ, đây này có mod nữa. Mod luôn à. Qua cái đó tới cái kia, cái đây cái nó nè. Tại vì mình chưa bỏ mặt trời cho nó chia sáng không á. Đó. Tắt chưa? Tắt nè. Tắt chưa? Tắt liền rồi móc này nhanh sáng phải chưa? Đó. Cái này là dưới nó ít điện á, tại vì mình người ta bán người ta để trong ngầu ha. Biết chưa? Lắp chỗ nào? Lắp bên đây nè. Đó, chờ chị Tư biết gắn luôn hay thiệt. Chị Tư biết gắn luôn nè. Bình thường thôi, trời ba cái đồ yêu đi. Ba cái đồ yêu này. Cái này nó vô dụng mà tháo ra nha. Mày wow, vô dụng. Vô dụng rồi hết Neo. Để ra lấy cái dây. Gửi cái này anh có xài nữa không? Hả? Có xài nữa. Cho cậu luôn à. Tưởng đâu cho em đi bắt nhái. Nhái cho nó sáng đi cô. Ủa có hai cái lần mà. Để ra xe lấy cái coi coi nó me cho nó bay trước cái màn hình tao về gèo đi. Đây, cái 60W. Vậy là một cái 60, cái 100. Rồi. Là 160. Một cái là... Hello anh em YouTube. Cái này 100W. 160 cộng với cái 60W của anh Minh nữa là 220. Mấy nữa thẻ mấy cái? Ba cái. Một cái 100W, hai cái 160. Đó, bây giờ là chị Tư bắt đầu chỗ tài là gắn ốc. Là 160W thôi. Phá à? Em đâu biết đâu. Mà nói bây giờ em hỏi kỹ lên là nó biết làm không? Có đồ nghề nè, anh mang theo đồ nghề với cúp xe. Để coi anh Neo làm chuẩn không. Có pin của The Boss luôn. Để coi anh Neo làm chuẩn không. Đó. Gắn lên chuẩn gì. Đây là cái 60W, cái hiệu KPT LED. IP67 nó. Nó KPT LED. Còn ở ngoài này là cái hiệu là Sulalai. Sulalai. Cái này cái gì IP65 nó cái gì rotation gì rusted IP65 gì nó nói cái gì. Này cái này người ta kêu là đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng cái gì mà có chữ cái gì aluminum ali body gì nè. Cái gì body? Cái này là nhôm nè, nhôm body gì đây nè. À nó nói là cái này. Nó nói cái này là bao quanh cái body, bao quanh cái này là bằng nhôm á, ý là nó nói vậy. Bao quanh cái này là body, ý là body này là cái này nè, nó. Cái body nó là bằng nhôm đó. Cái gì ren gì gì đó, kệ nó đi, bỏ qua khó quá. Rồi tới cái này. Cái này gì? Cái gì ở đây? Cái gì cũng body trong đây nữa nè. Ừ. À tới dưới đây là nó kêu có 10 cái bóng led trong đây nè. Có thể thắp sáng được 10 tiếng nè. Đây. Bên đây thì nó kêu mình sử dụng bằng cái quái lịch. Cái quái lịch là cái wireless á. Tại vì
quay lịch là không cần dây. Gì hả? Thì là cái remote đó. Nó là cái quái lịch đó. À, cái quái lịch. Còn cái tham switch này là hẹn giờ nè. Còn cái light con control này là cái mặt trời nè. Là phải để ngoài mặt trời. Nó thấy không? Chị thấy em tiếng Anh ghê không? Gió luôn. Dạ. Còn cái hiệu này gì à? Bên đây là solar light, còn bên đó là solar pen. Sô cô la gì hiểu sô cô la năng lượng mặt trời hiểu sô cô la. Bên đây cái sô cô la, bên đây cái choco bay. Dạ. Dạ. Nó thì cái hiệu nó vậy đó chị. Gì hả? Gì hả? À cái đó là tấm pin năng lượng mặt trời hả? Vậy anh. Trời ơi, vậy mà nãy giờ anh tưởng đâu là nó là cái hiệu sô cô la gì đó. À, tại vì em thấy cái tấm năng lượng nó đen đen, tưởng là sô-cô-la đen gì đó. Nó. Nè đây nè, đây em dịch hồi nãy nó kêu cái gì body, cái lì aluminum gì đó. Aluminum là nhôm đó, là cái body nó là bao quanh body nó là nhôm đó. Đó. Em hồi xưa em học cái khóa học biết mà aluminum là nhôm. Đó, còn cái body là cái toàn thân đó. Nhờ học khóa học và biết tiếng Anh luôn. Bây giờ dịch ra là body tấm pin mặt trời là bằng nhôm. Nè đây nè, nó 60W là chứ không phải vệ sinh đâu nha. Watt này, chữ W này là chữ watt chứ không phải chữ C mới là vệ sinh. Nhiều khi mình phải dịch cho ai không biết người ta hiểu lầm. Nêu coi chị dặn chặt chưa, em siết lại để nó làm được. Dục lên hả? Không có treo mà dục lên à? Rồi. Đó. Thì anh làm đi, ở dưới đây chị Tư gắn được nè. Đó. Điện ba cái quỹ này mà chị Tư làm được hết. Ống nước chị Tư còn sửa được kia mấy cái này. Đồ quỹ. Hôm bữa ống nước bể chị Tư cắt ra. Cắt ra kêu cắt khúc bể ra kêu thợ là sửa. Để cái bao kế bên dồn vô bao ra gọi đường kiếm bà nào mua nhâm nhựa dắt đất rồi. Để em nghiên cứu cái này là cái gì đây, cái bóng lết trong đây nó có bao nhiêu cái bóng lết mà. 2 4 6 8 10 11 2 4 6 8 8 mà nhân 11 là bao nhiêu? Là 88 bóng led. Trong đây có 84 cái bóng led. Cái này mà đem đi bắt nhái, bắt ếch, bằng đi mà ngon nè. Bao luôn á. Ừ. Đúng rồi. Mà cầm chắc cũng đuối tay. Đeo trước ngực. Cái này đeo trước ngực đi bắt ếch. Đâu chị gắn vô luôn rồi chị, gắn cho nó sáng luôn rồi chị. Ừ. Giỏi xuyên thấu luôn á. Xuyên thấu luôn. Ừ. Trời ơi. Giò em giải gãi nên nó bị chảy máu luôn rồi. Mũi cắn hút máu luôn. Mũi lên rồi đó, giờ này làm mũi lên. Đó, chị thấy đường không á? Em giỏi cái này cho thấy. Đó, thấy không chị? Rõ chưa? Vô luôn rồi. Nhờ cái đèn pin này nó sáng dễ sợ luôn. Thấy không? Cái đèn pin này. Đó cả nhà, đây là bàn tay vàng của mộ cô Năm. Chị Tư. Chị Tư. Ghê quá. Ba cái đồ quỷ này chị làm được hết á, điện nước chị làm được hết. Rồi. Bấm lên chị, remote anh Niu anh cầm rồi. Hai cái lên mà. Trời ơi anh Niu leo lên trên Niu. Có chừng rách quần nha. Không đi chằng hãng ngang thấy ghê quá.
thôi để cho chị Tư làm, cô chú anh chị ơi, em xin phép tạm dừng cái video này. Cô chú anh chị thấy em đọc tiếng Anh hay, cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để cho để cho bà con cô bác học hỏi tiếng Anh nghe cả nhà. Chứ tiếng Anh của em là em thấy cũng aluminum nhôm body đó, em biết là cái toàn bằng nhôm. Ok, xin chào cô chú anh chị ha.